Thưa quý vị, khoảng 2 năm nay, thương mại điện tử có nhiều động lực phát triển tốt, dịch chuyển hành vi người tiêu dùng nhanh. Đặc biệt là khi dịch COVID-19 bùng phát, xã hội phải giãn cách thì càng thúc đẩy người tiêu dùng đến với kênh bán hàng này nhanh hơn. Năm 2020, dự báo quy mô thị trường sẽ tăng mạnh hơn, có thể đạt mức từ 13 đến 15 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định ngành thương mại điện tử vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ như là quản lý chất lượng hàng hóa, thanh toán điện tử. Liên quan đến nội dung này, báo Tuổi Trẻ có bài viết gỡ nút thắt từ mua hàng online đến thanh toán điện tử. Theo nội dung bài của báo Tuổi Trẻ viết, thương mại điện tử hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức như là vấn đề quản lý chất lượng hàng hóa, dịch vụ hậu mãi, tính bảo mật, chi phí vận chuyển, giao nhận. Song song đó, bài toán thanh toán tiền mặt hay là không tiền mặt vẫn còn nan giải với thị trường thương mại điện tử. Bởi hiện nay, vẫn còn gần 90% người tiêu dùng thương mại điện tử ở Việt Nam sử dụng tiền mặt để mua trực tuyến. Để thúc đẩy thị trường thương mại điện tử, nhiều doanh nghiệp kinh doanh sàn thương mại điện tử đang tập trung nâng cao chất lượng hàng hóa, đẩy mạnh nhiều chính sách hậu mãi chăm sóc khách hàng để thúc đẩy người tiêu dùng đến với thị trường nhiều hơn. Một thông tin kinh tế khác cũng được nhiều trang báo đăng tải liên quan đến thế mạnh xuất khẩu nông sản, nhất là rau quả của Việt Nam. Theo thông tin trên báo, vài năm trở lại đây, ngành hàng rau quả đã có nhiều bước tiến vượt bậc, mở được hầu hết các thị trường khó tính, giá trị xuất khẩu tăng đều đặn mỗi năm. Tuy nhiên, đa phần trái cây, rau củ của Việt Nam đều xuất tươi, tỷ lệ qua sơ chế và chế biến sâu vẫn còn khá khiêm tốn. Do đó, mỗi lần tắt đường sang Trung Quốc hay là dịch bệnh thì hàng hóa lại rớt giá, phải kêu gọi giải cứu. Trong tháng 5, xuất khẩu trái cây tiếp tục lao dốc, giảm tới 14,4%. So với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Và kéo theo đó thì giá thu mua nhiều loại trái cây tại các nhà vườn cũng giảm mạnh, nông dân đối diện thua lỗ. Phản ánh về thực trạng xuất khẩu nông sản của Việt Nam, báo Vietnamnet đăng tải nhiều ý kiến đề xuất của các chuyên gia kinh tế nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ rau quả Việt Nam. Theo các chuyên gia, các doanh nghiệp nên kết nối với hệ thống siêu thị đẩy mạnh tiêu thụ nội địa. Đối với một số nước khống chế dịch bệnh tốt, thị trường dần mở cửa trở lại, các doanh nghiệp cần tận dụng cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu, chiếm lĩnh thị phần. Tuy nhiên, về lâu dài thì các chuyên gia cho rằng rau quả Việt Nam cần đi theo hướng bền vững và đẩy mạnh phát triển sản xuất hữu cơ, giúp tạo dựng thương hiệu cho trái cây Việt. Thưa quý vị, không đến trường do dịch bệnh COVID-19 tới 3 tháng, nên những ngày giữa mùa hè này, học sinh cả nước vẫn miệt mài đi học. Do vậy, mọi hoạt động được mong chờ nhất trong mùa hè như các năm trước đều đang bị đình lại. Liệu học sinh có được nghỉ hè năm nay hay không là câu hỏi băn khoăn của rất nhiều phụ huynh, được báo Thanh Niên ghi nhận. Liên quan đến nội dung học sinh có được nghỉ hè hay là không, báo Thanh Niên dẫn lời của Phó Giáo sư Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, thời gian kết thúc năm học này trễ nhất là ngày 15 tháng 7, đảm bảo học sinh có thể nghỉ hè trong khoảng một tháng. Trước mắt thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tính toán hai phương án, có thể thời gian tựu trường năm học mới sớm nhất là ngày 15 tháng 8 hoặc là chỉ trước ngày khai giảng nhiều nhất là một tuần. Thông tin về cơn bão số 1 Nuri kích hoạt gió mùa Tây Nam và mưa gió ở Nam Bộ được nhiều báo đăng tải. Các chuyên gia dự báo thời tiết cho biết bão số 1 là một trong những nguồn năng lượng kích hoạt gió mùa Tây Nam ở thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ mạnh lên và sẽ gây mưa dông mạnh trong những ngày tới. Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn thông tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 1, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to kéo dài đến ngày 15 tháng 6. Đáng chú ý là ở thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ trong ngày hôm nay và các ngày 21 và 22 tháng 6 sẽ có những trận mưa lớn kèm nguy cơ dông lốc. Người dân đi đường cần chú ý tránh các cơn dông bất ngờ làm đổ cây xanh, gây tai nạn đáng tiếc.